Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Hoa Kỳ về việc Nga xâm lược Ukraine. Bài viết do Thái Hóa Lộc biên soạn và Quang Trương trình bày. Thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden, đã có một bài diễn văn về thông điệp liên bang tại Quốc hội của Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn, Tổng thống Biden đã đề cập nhiều đến những sự việc mới nhất về sự xâm lược của Nga tại Ukraine. Tổng thống Biden tuyên bố Tổng thống Nga ông Putin đã sai trong cuộc chiến đã tính toán trước. Ông nói, trong suốt chiều dài lịch sử thì chúng ta đã học được bài học này khi mà các nhà độc tài không phải trả giá cho sự hung hăng của họ và họ sẽ càng tạo thêm loạn lạc. Họ cứ tấn tới và cái giá và mối đe dọa đối với lại Mỹ và thế giới tiếp tục tăng lên. Đó là lý do tại sao Liên minh NATO được thành lập để bảo đảm hòa bình và ổn định ở tại châu Âu sau đệ nhị thế chiến. Hoa Kỳ là một thành viên cùng với lại 29 quốc gia khác. NATO có vai trò quan trọng, ngoại giao Mỹ có vai trò quan trọng, và rằng cuộc chiến của ông Putin đã được tính toán trước và ông ấy đã vô cớ tấn công. Ông Putin đã phủi hết những nỗ lực ngoại giao. Ông ta nghĩ rằng phương Tây và NATO sẽ không đáp trả. Và ông ta nghĩ rằng ông ta có thể chia rẽ chúng ta ở đây, ở trên nước Mỹ này. Tổng thống Biden lặp lại, ông Putin đã sai và chúng ta sẵn sàng. Giờ đây không còn là lời nói mà là hành động. Và Nga không nói dối mà Nga đang làm thật để thực hiện kế hoạch xâm lăng Ukraine là bước đầu tiên tiếp theo chiến lược được hoạch định. Do đó, cuộc tấn công của Putin vào Ukraine không là một cuộc tấn công vô cớ mà đã được toan tính trước bằng lý do của kẻ mạnh, của kẻ xâm lăng. Những ngày đầu khi mà Nga tiến quân ồ ạt vào Ukraine, thì Hoa Kỳ và khối NATO tuyên bố sẽ hỗ trợ cho Ukraine bằng hình thức viện trợ khí tài chứ không đưa quân sang tham chiến. Đồng thời, áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề đối với lại Nga. Chính phủ Hoa Kỳ trong những ngày qua đã đề nghị cung cấp phương tiện di tản và bảo đảm an ninh cho gia đình của Tổng thống Zelensky. Nhưng ông đã trả lời thật khẳng khái, nói rằng chúng tôi phải chiến đấu, đứng vững trong đêm nay. Số phận của Ukraine định đoạt ở phút giây này. Chúng tôi cần súng, chống chiến xa, không cần di tản. Dũng khí của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky hoàn toàn khác với lại lãnh đạo của thời Việt Nam Cộng Hòa và gần đây nhất đó là lãnh đạo của Afghanistan. Chính phủ Tổng thống Biden nghĩ rằng họ có thể khiến cho người Nga sợ hãi và tránh xa Ukraine. Vì thế, theo lý của kẻ mạnh, họ không chấp nhận. Người Nga đã không hề sợ. Mỹ đã không thực hiện theo một chính sách chiến lược và chiến thuật để ứng phó với lại vấn đề Ukraine và đặc biệt là Nga. Hoa Kỳ và NATO vốn đã đồng ý rằng không có nước nào sẽ sử dụng vũ lực quân sự để bảo vệ Ukraine. Điều đó có nghĩa là tất cả những lời đe dọa đó là về vấn đề kinh tế và chính trị. Điều này cho thấy khả năng Hoa Kỳ bảo vệ Đông Âu về mặt quân sự là có nhưng đáng ngờ. Hoa Kỳ có ít lực lượng mặt đất, không có các hệ thống phòng thủ đối trọng trước các hỏa tiễn của Nga và không có sự bảo đảm là NATO có thể chiến đấu ngay cả khi mà họ muốn. Sự mở rộng của NATO trong những năm 1990 diễn ra khi mà hầu hết các đồng minh của Hoa Kỳ đã giải trừ vũ khí như là một phần của khoản tiền tiết kiệm chiến tranh sau khi Liên Xô sụp đổ. Hoa Kỳ cũng đã thực hiện một vài hoạt động giải trừ vũ khí quan trọng và kết quả là không một thành viên NATO nào ngoài Hoa Kỳ có thể thực hiện bảo vệ lãnh thổ của mình, chứ đừng nói đến của nước khác. Và Ukraine không phải là một thành viên của NATO. Ngoài ra, các lực lượng Hoa Kỳ ngày nay yếu hơn bởi vì các cuộc chiến tranh kéo dài ở tại Iraq và Afghanistan, khiến cho Hoa Kỳ phải tiêu tốn hàng chục ngàn tỷ đô la và rất nhiều lực lượng không thể được triệu tập để tham chiến. Mức độ sẵn sàng vẫn còn quá giới hạn, mặc dù đã có một số cải tiến trong thời chính phủ tiền nhiệm. Ngoài ra, thì Bộ Quốc phòng tiếp tục phớt lờ các hệ thống phòng thủ quan trọng, bao gồm cả hệ thống phòng không chiến thuật và chiến lược. Hoa Kỳ đã gửi binh sĩ của mình tham chiến mà không có sự che chắn trên không trước các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và thiết bị máy bay drones. Các kho dự trữ chiến tranh cũng ở mức gần như tối thiểu hoặc thấp hơn và phải mất nhiều năm mới có thể thay thế. Và trước tình hình như vậy, người Âu Châu đã và đang tiến tới một liên minh phòng thủ riêng, có thể loại trừ một số người Đông Âu và sẽ chỉ bao gồm những nước thành viên nòng cốt ở tại Tây Âu. Và đó là một ý tưởng khởi đầu chia rẽ khi mà đối NATO trước khi tan rã nhưng đã không được Hoa Thịnh Đốn coi trọng lắm.
Tuy nhiên, hành động này của Hoa Kỳ có thể sẽ đánh mất vai trò là một nước bảo đảm an ninh cho Âu Châu, và hệ thống mới xuất hiện này sẽ cố gắng thực hiện các thỏa thuận riêng của mình với người Nga. Xin được nhắc lại, việc thiếu quyết tâm của cựu Thủ tướng Anh ông Chamberlain xoa dịu Hitler vô tình gây cảm hứng cho tên khát máu khởi động Thế chiến thứ hai. Hoa Kỳ không thể cùng một lúc tham dự hai cuộc chiến khu vực khác nhau, và Hoa Kỳ không cần có cuộc đối đầu này với Nga. Nhưng hiện nay thì Hoa Kỳ không có chính sách rõ ràng. Nhiều vị Tổng thống Hoa Kỳ đã đánh giá sai lầm về Putin, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ. Cựu Tổng thống Bush sau cuộc gặp Putin vào năm 2001 đã nói như thế này: "Tôi có cảm giác ông Putin là một phần linh hồn của mình. Ông ta rất đơn giản và đầy tin cậy." Không chỉ Tổng thống Mỹ, cả tầng lớp lãnh đạo phương Tây và hàng triệu người Nga và trên thế giới đã có cái nhìn sai lầm về ông Putin. Thực chất đằng sau cái vẻ ngoài của một lãnh đạo cải cách đơn giản quyết đoán đó là một con người với rất nhiều mâu thuẫn. Trong sâu tâm khảm của ông ta có một nỗi uất hận vì đất nước của ông ta đã thua thảm hại. Và cho đến nay, ông ta vẫn cho rằng đây là một thảm họa lớn nhất của thế kỷ. Nỗi uất hận này cũng rất giống với lại nỗi uất hận của Hitler khi mà nước Đức bại trận trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Trong những cuộc nói chuyện, có thể nhận ra rằng ông Putin tâm đắc với sự tổ chức của nhà nước cũng như là phong cách lãnh đạo của Hitler cũng như là Stalin, một lãnh đạo Liên Xô độc tài mà bàn tay của hắn đã nhuốm máu mấy chục triệu người. Kể từ lâu, ông Putin âm thầm xây dựng một tổ chức nhà nước rất giống với lại mô hình của Hitler. Quan niệm của Putin về trật tự thế giới rất nguy hiểm. Đối với lại ông ta, không có khái niệm về luật pháp quốc tế, chỉ tồn tại lợi ích quốc gia. Ông ta chỉ muốn và đã đề cập nhiều lần với lại các lãnh đạo khác, các nước lớn chia nhau ảnh hưởng ở các khu vực khác nhau, áp đặt thể chế cũng như là mọi thứ lên các nước phụ thuộc. Nga là vùng thuộc Liên Xô cũ, Đông Âu, Trung Cộng là Đông Nam Á, Mỹ là châu Mỹ. Và sáng sớm ngày 24 tháng 2 vừa qua thì ông ta đã mở một cuộc chiến tranh tổng lực xâm lược Ukraine, một đất nước có chủ quyền và công khai đe dọa vũ khí nguyên tử đối với lại những quốc gia dám giúp Ukraine. Trước đó, ông ta có một loạt bài phát biểu với những suy nghĩ đặc biệt nguy hiểm và mất kiểm soát. Thời khắc đã tới, ông ta đã tháo bỏ hoàn toàn mặt nạ của mình, hiện nguyên hình là một Hitler mới. Những kẻ ủng hộ chế độ Putin, ủng hộ cuộc xâm lược này vì lợi ích, vì mục đích rõ ràng. Nhưng đa phần người dân trên thế giới và có rất nhiều ở Việt Nam, người ta thờ ơ. Dường như họ đang xem một bộ phim hay, họ tự bàn với nhau xem bao giờ Kiev thất thủ, bao giờ Ukraine mới đầu hàng. Chiến tranh không phải phim ảnh, chiến tranh là đổ máu, trong đó có cả máu của phụ nữ và trẻ em, là những cảnh chạy loạn, trú ẩn, là nỗi tuyệt vọng của mấy chục triệu con người. Chúng ta tự hỏi, con người đối xử với nhau như vậy có tàn nhẫn quá hay là không? Và ngày mai, có thể những bộ phim như thế này có thể lại lặp lại trên quê hương của những kẻ thờ ơ. Nhưng những gì xảy ra trong những ngày đầu chiến tranh đã thay đổi nhận thức của thế giới. Những gì mà người Ukraine, dân tộc Ukraine đã làm được thật đáng khâm phục và vượt qua mọi suy nghĩ của thế giới. Ông Putin đã đưa quân đội với số lượng lớn binh lính, khí tài hiện đại nhất vào Ukraine với mục đích là loại bỏ chính quyền và tiêu diệt nhà nước Ukraine, dựng lên một chính phủ mới. Ông ta kêu gọi quân đội Ukraine đầu hàng vô điều kiện. Trong những ngày đầu chiến tranh đã lộ rõ sự man rợ của chính quyền Putin. Ông ta cho lập ra một danh sách các chính trị gia hàng đầu của Ukraine, những người yêu nước đứng đầu danh sách là Tổng thống Ukraine và gia đình của ông ta. Các đội đặc nhiệm đặc biệt đã được cử đi và nhận mệnh lệnh tiêu diệt những người trong danh sách này. Hỏa tiễn của quân đội Nga đã bắn vào nhiều mục tiêu dân sự, trong đó có những tòa nhà chung cư. Quân đội của Nga đã chiếm nhà máy điện nguyên tử Chernobyl để uy hiếp toàn thế giới, đặc biệt là Âu Châu khi cần. Điều này thì chính quyền Putin còn vượt qua cả Hitler về độ man rợ. Trái ngược với những tính toán của chính quyền Putin, những suy đoán của cả thế giới, Ukraine đã không đầu hàng mà cả dân tộc đã chiến đấu rất anh hùng và quả cảm, bỏ qua các sự khác biệt về suy nghĩ, người dân, chính trị gia, đoàn kết quanh Tổng thống. Người Việt tị nạn của chúng ta đã trải qua cuộc chiến tranh 20 năm, đã thấu hiểu được nỗi mất mát, những chia ly và thăng trầm. Nhưng qua hình ảnh trên hệ thống truyền hình quốc tế hàng ngày thì chúng ta cũng phải cay đắng thừa nhận rằng
cái giá mà người Ukraine nhận được, sự ủng hộ của thế giới đang được trả bằng máu và mạng sống của nhiều người dân trên đất nước khổ đau này. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Hoa Kỳ và việc xâm lược của Nga tại Ukraine. Bài viết do Thái Hoa Lộc biên soạn và Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.